Công ty cổ phần đầu tư thương mại ô tô quốc tế Interauto là đại diện phân phối và bảo hành độc quyền xe tải Sharkman tại Việt Nam. Công ty trân trọng giới thiệu sản phẩm mới xe ô tô tải thùng Sharkman 4 chân. Sharkman là dòng sản phẩm xuất khẩu liên doanh giữa tập đoàn ô tô tải nặng Man, Cộng hòa Liên bang Đức và tập đoàn ô tô tải nặng Shanxi. Sharkman được phối bộ với công thức vàng gồm 3 cụm tổng thanh chính mà bất kỳ nhà sản xuất lắp ráp ô tô nào trên thế giới đều mong muốn. Đó là động cơ Weichai thế hệ mới, hộp số Fast, cầu Man. Cabin Man S3000 tiện nghi sang trọng, được sản xuất theo công nghệ Đức, đảm bảo an toàn cho người lái. Gương kính điều khiển bằng điện, nâng cabin bằng điện. Hệ thống giảm chấn cabin bằng 4 bóng hơi tạo ra sự êm ái nhẹ nhàng khi xe chuyển động. Vô lăng được bọc bằng da thuận tiện cho người sử dụng. Ghế ngồi điều chỉnh bằng hơi giúp người lái điều khiển xe một cách thoải mái. Hệ thống táp lô, bảng điều khiển, hộc đựng đồ bố trí một cách khoa học, màu sắc trang nhã. Giường nằm 2 tầng thiết kế rộng rãi, chắc chắn tạo cảm giác thoải mái cho người nằm. Đặc biệt, xe tải Sharkman sử dụng hộp số Fast 12 số tiến, 2 số lùi, có bộ đồng tốc, trợ lực bằng hơi giúp ra vào số nhẹ nhàng. Hệ thống lọc khô lọc ướt bố trí một cách khoa học, nâng cao hiệu suất làm việc, tăng tuổi thọ của động cơ. Xe tải thùng Sharkman sử dụng động cơ Weichai thế hệ mới, WP10, công suất 310 mã lực được bảo hành toàn cầu. Tiêu chuẩn khí thải Euro 3 bơm nhiên liệu EGA phun cơ, kết hợp khoa học giữa động cơ và hệ thống chuyển động, giúp tiết kiệm nhiên liệu một cách tối đa. Xe tải thùng Sharkman sử dụng cầu Man, gầm bệ chắc chắn, khả năng thích nghi với mọi địa hình, chịu được tải trọng cao, tải trọng cầu trước 7,5 tấn x 2, tải trọng cầu sau 13 tấn x 2. Sử dụng lốp 1001R20, loại bố thép chất lượng cao góp phần tiết kiệm mức tiêu hao nhiên liệu. Bình dầu làm bằng hợp kim, dung tích chứa 600 lít. Thùng xe được thiết kế chắc chắn với hàm lượng hợp kim cao, giúp nâng cao tải trọng của xe. Xe tải thùng Sharkman có tổng trọng lượng 30 tấn, tải trọng 17,3 tấn, chiều dài cơ sở 1.800 x 5.100 x 1.400mm. Kích thước thùng hàng 9.500 x 2.500 x 2.600mm, phù hợp với nhu cầu của thị trường Việt Nam. Sharkman được bảo hành 18 tháng với số lượng km không hạn chế, phụ tùng thay thế luôn sẵn có với chính sách trợ giá của tập đoàn. Thông tin chi tiết xin liên hệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Ô tô Quốc tế, hotline 0988252525, website sharkman.com.vn. Sharkman xuất hiện để khẳng định.